Chúng ta bây giờ đó theo lệ nhiều hơn theo luật, theo tổ nhiều hơn theo Phật. Và tại sao tôi đem cái chuyện ra tôi nói? Tôi muốn nói thế này, tùy theo cái não trạng của mình mà chúng ta đón nhận cái hay của cuộc đời được bao nhiêu. Chúng ta chọn cái gì để đón nhận, đó là cái thứ nhất. Chọn cái gì để đón nhận, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái ta đón nhận nó hay hay dở, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, giả định nó là cái hay thì cái não trạng nó cho phép mình lấy được bao nhiêu cái hay trong đó. Và tiếp theo, chúng ta kế thừa cái hay đó như thế nào. What và how. What không chưa có đủ. What là anh đón nhận những bài học đó từ cuộc đời, từ kinh Phật ra sao. Anh đón nhận, phải, anh đón nhận cái gì trước đó, rồi anh đón nhận nó ra sao. Đó là một chuyện thứ hai. Và what và how rất là quan trọng. Các vị nghe tôi nói không? Bên Nam truyền cũng vậy. Có những người họ đặc biệt, họ mê ngồi thiền lắm, nhưng mà họ quên một chuyện, không học giáo lý, biết cái gì mà thiền. Vậy mà cắm đầu ngồi thiền, rồi nghe 5-3 câu, nghe người ta nói bắt chước thôi, chứ không có hiểu. Đó là cái điều mà tôi muốn nói chiều nay ở cái pháp hội này. Nghe ai đó nói rằng học mà không có tu là cái tủ đựng kinh. Đấy, nghe vậy ham quá. Và con không cần học nhiều, con chỉ cần nhìn vào cái tâm rỗng rang của con biết rõ cái con đang vọng tâm, đang phóng tâm, đang móng tâm là được rồi. Là con thấy được cái tánh Phật là con thành Phật. Nói nghe rất là sướng, nhưng mà tôi xin lỗi nha. Mình muốn nấu canh chua thì mình phải biết bao nhiêu cái thứ gia vị nó làm nên nồi canh chua mình mới nấu được. Cái tâm mình nó vô tướng, vô hình. Không cần học giáo lý, không cần học A Tỳ Đàm của Nam truyền, không cần học Duy Thức, Bát Nhã, Kim Cang, Pháp Bảo Đàn của Bắc truyền. Thì thiền là thiền cái gì? Nó vô hướng tướng, vô hình mà. Ấy vậy mà hôm nay ở Việt Nam có những cái quan niệm rất là nổi tiếng cho rằng tu không cần học, cứ ngồi yên nhìn nó thôi. Các vị hiểu không? Các vị muốn ăn kiêng đúng không? Các vị muốn ăn kiêng, muốn có eo con kiến đúng không? Thì cũng phải có kiến thức. Kiêng là không được ăn cái gì, tại sao? Nên ăn cái gì, tại sao? Nên tập như thế nào, tại sao? Luôn luôn cái gì và tại sao. Rồi còn gì nữa? Tập mà tập như thế nào? Thứ nhất là không được ăn cái gì, tại sao? Nên ăn cái gì, tại sao? Nên tập theo cái đường lối nào? Nên tập luyện như thế nào? Đường lối nào và như thế nào thì mới bắt đầu ăn kiêng, mới bắt đầu tập luyện thể hình. Chứ tôi chưa từng nghe ai đó nói rằng ăn kiêng mà mù tịch, không biết tại sao mình phải ăn kiêng, không biết ăn kiêng là kiêng cái gì và nên ăn cái gì rồi tập luyện ra sao. Tôi chưa từng, tôi biết ít nhất mình phải có kiến thức cơ bản về cái chuyện ăn kiêng thì mới nên ăn kiêng. Cũng phải biết chút ít về cái luyện tập cơ thể. Tôi có biết, hiện giờ tôi có biết một cô Phật tử cũng khá thân ở ngoài Vũng Tàu và một anh Phật tử tại quận 3. Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy người ta biểu diễn yoga mà nó đẹp như vậy. Coi mà mê luôn, là họ làm trước mặt tôi cho tôi coi. Nhưng mà họ có nói cho tôi biết, không phải muốn là được đâu, cũng phải có bài bản trường lớp, chứ không phải khơi khơi thấy người ta tập về chổng mông lên trồng chuối trồng cam, về cái muối đâu không muối mà toàn là hột không mà, có biết không? Người ta sáu muối mà mình nguyên một rổ hột là sai. Người ta ba vòng, còn mình thì ba vòng đảo ngược. Người ta là V mà mình V ngược, bụng thì chăn ba, mà ngực nhỏ xíu, cẩn thận cái đó. Tập chụp gọi là tập mà không thấy vào, không thấy muối mà toàn là thấy hộp không. Có tôi nhà nguyên bụng hộp không nè. Cũng V mà V ngược, vì tập sai, tập sai. Và tôi có biết một ông Phật tử, người ông Phật tử bác sĩ ở Mỹ, tôi đi cho ổng khám bệnh thôi, chứ tôi không nói tôi đi khám bác sĩ mà bác sĩ khám tôi. Thì ổng kể tôi nghe trong lúc mà ngồi uống nước đó, ổng kể, ổng nói sư có biết không, ổng ra nói chuyện tôi rồi ổng nhìn xuyên ra ngoài, bên ngoài cái cửa kính phòng mạch bữa đó vắng khách, ổng chỉ mấy cái bà Mỹ đen chạy ngoài bên, ổng nói với tôi, ổng nói sư thấy mấy bà chạy không, mấy bà càng chạy mà bà càng mập, có thói sơ kỳ. Ổng nói đó, cứ chạy mà thấy mệt mà đói bụng vô ăn nguyên cái Big Mac. Big Mac là cái McDonald's mà cái loại mà to nhất ấy. Rồi thêm không có nhiều nửa lít Coke, tức là Coca đó. Cứ làm nửa lít với thêm cái Big Mac vậy đó. Mà cứ mệt mệt làm hai cái đó, cứ mệt mệt làm hai cái đó. Còn nếu mà trong lúc đang chạy mà gặp bạn á,
thì lấy thêm lon với cái gì đó, cái khoai tây chiên đó, làm thêm tập 2. Thì ông nói nếu mà theo cái đà này đó thì càng tập đó, thì càng mập. Vì sao? Vì tập, nghe tập mà thiếu cái này. Đa phần Phật tử mình cũng vậy, nghe nó đi chùa là giải thoát, mà nó càng tu nó càng sẽ, nó càng tột. Là vì sao? Vì ngày xưa đó nó chỉ chấp rằng nó đẹp, nó giàu, nó giỏi, nó trẻ. Bây giờ nó thêm nữa là nó có giới hạnh, nó có thiền định, nó có tinh tấn, nó có chánh niệm, nó có túc duyên giải thoát, thuần cố tam bảo, tùm lum hết, rồi nó làm thêm rổ nữa. Mà giá mà nó không tu ấy thì nó chỉ có mấy thứ thôi. Tôi đẹp, tôi giàu, tôi giỏi, xong. Đẹp, giàu, giỏi có ba cái, bây giờ quất thêm mới nào mà tính tấn niệm định tuệ, nó nặng thêm. Yeah. Cho nên tôi nhớ có một cái chuyện này tôi kể hoài, nhưng mà hy vọng đây không ai nhớ hết đó. Cái trí nhớ mình Việt Nam mình có vấn đề, tôi thích lắm. Có một cái ông quan thứ sử, ông vào ông diện kiến một vị thiền sư ở Tô Châu ấy, mà ông đưa cái danh thiếp ghi cho một ghe chức vụ thế này. Thì ông đưa cho ông thị giả, thì đưa cho ngài thiền sư. Ngài liếc qua, ngài nói ra nói với ông á, phòng của thầy chật lắm, không có đón nhiều người được. Thì ông được giả, ông ra nói y chang vậy. Ông thủy sử nói không, nói với hòa thượng một mình, một mình. Cái ông thủy giả ông nói biết, nhưng mà thấy chức vụ nhiều quá, ô hòa thượng nói mỗi cái chức là một người đó. Không, nào là cái gì dẫn đầu Phật, đạo Phật ngày nay, rồi chùa trụ trì giác ngộ, rồi trưởng ban, phó viện trưởng, nhiều quá. Thôi thích nhật từ là xong rồi, quất cho một chùm. Trời đó, chiều nay là khách tới bỏ đi họp tà le tùm lum, bỏ ngồi coi cút ở đây. Đấy. Là do cái danh thiếp dài quá. Chứ nếu mà chỉ là viện chủ giác ngộ là anh em trùng phụng rồi. 30 năm mới gặp, đi tới nơi là sư đà hái thuốc phương xa, mây bay hạt lánh biết là về đâu. Bởi vậy cho nên thầy kia nãy, khi mà thầy tôi thấy tôi tới mà không ai rước, thầy bèn đổi từ giác nguyên qua giác duyên. Tôi hiểu là bởi vì lúc mà Kiều mà quay lại tìm thì giác duyên đi rồi, có ai nhớ cái chỗ đó không? Lúc mà quay lại cái am tìm đó, thì sư đà hải thú phương xa mấy hạt lánh biết là về đâu. Tôi ngồi tôi nghe ổng giới thiệu, nó rồi phải, Kiều rồi, đúng là Kiều. 30 năm trời, thời gian gấp đôi thời gian mà lưu lạc của nàng Kiều, từ giác nguyên mà chuyển qua giác duyên mà đành.